và hai xin chào tất cả anh chị em One Life Family Member khắp nơi trên thế giới. Hôm nay là ngày thứ bảy 17/11/2018, lần đầu tiên tại Vancouver, Canada. Chúng tôi tổ chức cái buổi là Dealshaker Expo và Mastermind organized by một cái couple diamond là Thủy Đỗ và anh Hào, anh Hảo. Hôm nay á là dưới xe mình á là hơn 50-60 gian hàng rất được chất lượng, được bán trao đổi bằng coin, at least là 50% bằng coin coin cho đến 100% bằng coin coin. Trước khi mà cái expo mở ra đó, trước một tiếng đồng hồ thì họ sắp hàng rất là dài luôn, thành viên member khắp nơi trên thế giới họ đủ về đây. Đặc biệt có hai gian hàng về xe. Hôm nay xin mình nghe nói là có được 1.000 chiếc xe được bán ở đây, 1.000 chiếc xe ô tô thì và cái bất động sản. Hiện nay có khoảng 30 cái property bất động sản tại Canada, tại Vancouver thì thu 10% tiền mặt, 90% bằng coin. Thì hai cái sản phẩm này là một trong hai sản phẩm hot nhất trong buổi ngày hôm nay. Vâng, ngày Chủ nhật là cái buổi mà Mastermind sẽ được đào tạo bằng cho rất nhiều leader khắp nơi trên thế giới. Vâng, 4 năm của OneCoin và Dealshaker được hơn 5.5 tuổi sẽ bắt đầu bùng nổ khắp mọi nơi trên thế giới và dài dài nữa thôi. Cái new platform của Dealshaker mới được xuất hiện thì anh chị sẽ thấy là rất tuyệt vời. Dealshaker sẽ đóng một phần không nhỏ để giúp cho cái coin usability được dùng khắp nơi trên thế giới và tính thanh khoản rất cao. Vâng. Hi, One Life Member. So, how Simon, many people is it in the line? Two. Ever. Line up in two. We will not accept any two or more. So, line up in two. Please need to explain to the people, okay? Four lines. Line up in two. Japan. We have a motorbike, we have a automobile, the car, and the property selling here. So, they only pay 10 or 20% cash, the rest by one coin. So, Dealshaker platform, that's the way we go. They make the one coin usability everywhere. So, come to all the expo around the world and experience. So, one coin become the digital and digital cryptocurrency and usability everywhere. So, thank you so much for everybody. Enjoy the Dealshaker. Thank you. Thank you. Đặc biệt đây, để đưa anh chị tới chỗ này xem. Cam kết, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Sắp hàng dài để đi mua xe ô tô. Theo dự kiến của ban tổ chức á, có thể có tới 1.000 chiếc xe và thanh toán một quanh coi. Phải bị bó thích một ngàn đô để make sure là mình có thể mua xe. Đó thì xem anh sẽ tìm hiểu sâu thêm cái cách thanh toán như thế nào, cách mua như thế nào. Đây là cái like của xe ô tô. Đi tiếp anh ạ. Đây anh chị thấy rất là tuyệt vời nha. One coin accepted here. Chúng ta sẽ có rất nhiều cái loại xe mới. Rất nhiều loại xe Porsche. Thì cái này là xe thanh toán bằng one coin tại đây. Đây là mấy chiếc xe này đều có bán được không này? Không, 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 không,
quá tuyệt vời. Đây, quá gì nha, biết có thấy tờ đu đầu. Quá tuyệt vời nha. 50%, quan coi 50%. Rất có tuyệt vời, gia hàng số 17. Rồi, tiếp theo. Xin rất nhiều, rất nhiều. Rồi. Dạ. Bây giờ phải giờ Anthony anh chia sẻ thẳng một chút xíu rồi trên cái livestream của mình đấy. Rồi bây giờ sao? Giờ là lần đầu tiên tổ chức ở đây. Cảm nghĩ của anh Anthony như thế nào? Hiện tại thì cảm xúc của Anthony là coi như là rất là náo nức và hãnh diện về ban tổ chức của Dealshaker Expo. Quý vị biết rằng là để tổ chức một cái sự kiện mà mang đẳng cấp quốc tế như thế này là cần rất là nhiều thời gian cũng như tiền bạc cũng như tâm huyết của mình, mà nhất các em trẻ trong ban tổ chức, kể cả quỹ trưởng ban tổ chức Hảo cũng rất là những bạn rất là còn trẻ đã mang được cái Dealshaker này đến với Bắc Mỹ là một điều rất là hãnh diện. Và chưa đến 8 giờ sáng là mình cảm thấy rằng đã có 1 km dài cả cây số và khán giả đứng ở ngoài để vào, thì chắc chắn là cái khâu quảng bá là quá tuyệt vời rồi không quý vị. Cho nên là mình hy vọng rằng trong những lần sắp tới mình sẽ có một cái khuôn viên rộng hơn cái này gấp 3-4 lần để cho mình có thể đáp ứng được nhiều hơn với mọi người. Và dĩ nhiên khi mà làm lần đầu tiên không tránh những cái sơ sót, cho nên quý vị nào có nhã ý để đóng góp ý kiến thì okay, everyone, I'm going to explain how to buy the car one more time. So one form, một lần nữa là one là person, là vinh dự được one car. Mời làm MC we cho tất cả 4 ngày. Ngày hôm qua rất là vui, hôm nay thì live stream cho mọi người tới và của ngày mai ngày mốt. On this form, there is your name, your account ID, your phone number, and your email address. You can fill that out. At the bottom, there is a vehicle, the price, the model. Later on, you will see all the cars here for you to choose. You do not need to rush. There's one person, one car, one form. They will be different price. The information of the cars will be on the table. We will go online. Okay. You will have time and you can choose the car that you would like to buy. Okay, let's go, Bắt năm sáng. Đây là một trong những sản phẩm mà rất là hot bởi vì cái property. Property One Unit Future thì được biết ban tổ chức cho biết đó, cái dự án này 40 minutes, 40 phút bay từ Vancouver. Cái khu du lịch rất là tuyệt vời và tham xe để xây dựng có thể cho thuê ra. Thì một cái property như thế này trung bình là khoảng 500 cho đến 550 ngàn đô Canada cho một cái property, và khả năng có thể cho thuê khoảng 2.500 đô một tháng, có thể ký gửi lại để cho người ta thuê. Thì trong đợt này sẽ mình được biết là khoảng 30 căn đang tổ chức để tung ra bán, 90% quanh co và 10% tiền mặt, có nghĩa là chỉ cần 50-55% đô la Canada cộng với 90% bằng quanh co thì có thể sở hữu như thế này. Anh thấy nó tuyệt vời không? Họ đặt cái tên là Tycoon, người ta đặt tên là Premium, và hy vọng là sẽ có một số anh chị em may mắn sở hữu cái số công ty này trong đợt này. Nhắc lại 30 căn thôi, như cái người developer họ có thể là phát triển nhiều hơn trong tương lai rất tốt. One unit, một trong những dự án rất là tuyệt vời nằm ở bên mình area. So you guys, in front of me, that's the property for sale in Vancouver during the expo. So from the organizer, I know this one is about 40 minutes flight away from Vancouver. In very luxury, the very attractive, the sightseeing, the tourist site. And in this event, there's about 30 units in sale, so more suitable for the timeshare resource. So everything is on its units about 5,000 to 550,000 Canadian dollar, and you can rent out
around 2005, $1 per month. And in this special event, 30 units for sale, so they collect only 10% by cash and 90% by one coin. So, who the first lucky member to own the property? So we don't know. Good luck on that one. And hopefully in the future, more and more property like this one will be put in the new sector. So that's with all the one life member around the world, they have a chance to own the property by one coin. So thank you so much. Okay. And let's go, man. Yeah. Wow. Look at this one. One village group. They named the villa. They named the townhouse Tycoon and Premium. Very nice name. You know, and here Lý Đỗ và Phạm Thảo. Đây là the organizer of this event. So everything you can contact with this guy. You know, we will know more about the property in Canada. Okay, let's move on. So you can see the whole line here. So, a lot of supplements, a lot of cosmetics, so many like food, cosmetics, supplements. So you guys can enjoy to buy by one coin. You know, again, at least 50% by one coin. Some product up to 100% one coin. So come with me. Then, vitamin, right? Okay, come. Yeah. Các nhiều sản phẩm có nhất sản phẩm ở Canada, made in Canada cũng vậy. Có các dầu ôi, siêu ôi. Đó là một cái loại dầu có thể ở Mỹ, giống như ở Canada rất nổi tiếng về Sagos, cái này là Sirius nè, rất là nổi tiếng, rất là về mật ong, đúng không? Đấy, thịt tạp, good product made in Canada. If you have questions, we will answer them later. Take care on the, you know, like that. Please stay in the line. I know everyone has questions. Answer all the questions. That's your different product. Even though they do skin care, they have a storm sale here. Oh, that's a new skin. That's a good, very good product from America. So, you guys, that's a new skin product. So many people queue on in the line. Rất nhiều người sắp hàng đây anh chị. Sắp hàng để mà được vô và trải nghiệm mua sắm sản phẩm. So, you can see that, right? The first ever, they organize the event here. Then, so maybe something like, they can learn step by step. Hopefully next year, they organize in Toronto and Vancouver again. Maybe we need about much bigger hall than this one. So, nó vẫn có những thiếu sót bởi vì lần đầu tiên tổ chức cái quy mô lớn tại Vancouver, nhưng mà theo anh nghĩ là không thành vấn đề. Rất nhiều người thích vô trải nghiệm và ban tổ chức hứa là sang năm dự kiến khoảng tháng 3, tháng 4 tổ chức ở Toronto và tháng 7 sẽ quay lại Vancouver lần nữa. Chắc chắn sẽ cần cái hội trường cấp 3, cấp 4 làm như thế này để tổ chức cho làm sao. Rất nhiều người vẫn còn sắp hàng bên ngoài anh chị. So the long line, the queue, they want to go here, have a more experience. Nhiều lắm, đang tổ chức trai rất là nhiều, để bán rất nhiều sản phẩm khác nhau. Good guy. Okay, happy there. So can you say something here, because it's so good. Oh, wow. Wow. I'm just here, like I'm 5 minutes back, but seriously guys, this is amazing. First expo in Canada, blasting. I'm sure that the next one is going to be one of the biggest in the world. That's true. So we're true. Really, we can see how organized, we can do easy payment system, we can buy 160 banks, a lot of products you guys can buy here. Cars, crafts, cheese, crafts, you know, whatever you name it. So we have right. A four. Yeah, for sure. Hold on. So, quá nhiều sản phẩm, nó rất là có giá trị. Và ban tổ chức
đã làm việc cực lực trong suốt 2 tháng qua và đưa rất nhiều sản phẩm tới đây. Lần sau chắc chắn rằng rất nhiều sản phẩm sẽ được trao đổi và mua bán tại đây. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời luôn. Anh chị sẽ đem trải nghiệm đi tiếp với xem nha. Em quay em nha luôn nha. Cả nhóm đang quay trên livestream. Quá tuyệt vời luôn. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Đó, livestream first ever event in Toronto. So, sorry, in Vancouver, Canada. So, we'll see you guys in the next 1 or 2 hours. Okay, thank you so much. Thank you. Yep.